Trời sáng. Mẹ ơi, mở cửa cho con với. Mẹ mở cửa. Không biết còn tí canh nào để uống không? Ở đây còn một ít canh. Cái gì rồng hoàng thôi. Mày đi mày về đi. Hả? Mày đi mày không đi đi còn về làm cái gì? Nhìn cái bản mặt mày là tao sẽ ghét. Nhìn cái bản mặt mày tao sẽ ghét. Không ăn đâu. Con xin lỗi mẹ mà. Không ăn. Con ăn bớt mẹ. Không ăn quốc gì. Nói mà con nhịn. Ăn. Con xin mẹ mà. Mẹ. Đuổi ra khỏi nhà đây con ăn uống gì? Không cho ở nữa. Lại cho mẹ
ai biết. Đi 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 đi. Đi đi. Đi ra khỏi nhà. Đi. Mẹ ơi, có xin mẹ mẹ mẹ. Không sợ. Đi đi. Con xin mẹ mẹ ơi. Không sợ. Dám hỗn. Đi ra khỏi nhà. Hỗn với tao là không có ở. Đi. Đi ra khỏi nhà. Con xin mẹ mẹ. Không đi. Đi. Đi ra khỏi nhà tao. Đây, đồ đây. Đấy, mang đi đi. Đi đi. Đi ra. Đi ra khỏi nhà tao. Con về gì hết. Nhìn cái mặt nó không chịu được rồi. Đi đi đâu bây giờ mẹ? Đi ra khỏi nhà tao. Con xin mẹ, con xin mẹ mà. Con biết đi đâu bây giờ đi. Mẹ ơi? Đi ra khỏi nhà mẹ mà. Đi. Con xin mẹ. Đi. Con biết đi đâu rồi mẹ ơi? Đi. Mẹ ơi. Đi. Mẹ ơi. Đi. 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 Đi ra khỏi nhà. Đừng có về. Mẹ ơi. Con biết đâu rồi mẹ? Đừng có về. Đi. Sao tao bảo mày đi cơ mà? Sao tao bảo mày đi cơ mà? Đi. 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 Từ đây tao cấm cửa mày về nhá. Đi luôn nhá. Cấm cửa đấy. Còn về nữa thì liệu hồn. Của mày á, về đến nhà này là của tao nhá. Về đến cái nhà này cái thì cũng là của tao. Mày thì giỏi mày đi người không. Mẹ, cho con xe con đi mẹ. Cho con ở lại đi mẹ. Không có ở lại thì hết. Mẹ, cho con ở lại. Chìa khóa xe của tao. Không có ở lại thì hết, đi đi. Đi. Cháu ơi, chị làm sao đây? À, cháu, đây cháu không nổ thế mà. Ờ, làm sao thế cháu? Ui, dậy đi, ui. Làm sao thế này đây? Ôi, làm sao thế này đây? Ui, làm sao thế này chứ?
dậy đi cháu ơi, dậy đi làm sao thế này, dậy đi, làm sao thế này, dậy đi, dậy đi, dậy đi, phải làm sao thế này, để bà nhá. Cái cô hôm nọ ở đây, hôm nọ cứu ông Mun đây. Cái cô hôm nọ cứu Mun đây, Mun ngã đây. Bà là ai đây nhỉ? Cô hôm nọ cứu Mun đây. Bị làm sao á? Cháu ơi, cháu uống tí nước đi cháu. Uống tí nước đi. Uống nước đi. Uống nước đi. Uống nước đi cháu. Uống nước đi. Sao thế ngất ở trong rừng thế? Bà. Bà đưa cháu về đây ạ? À? Vâng. Cháu biết chưa làm sao ấy. Đang ở đâu hả bà? Đây là nhà bà mà. Với hai nhà đứa cháu bà cháu đây ạ? À? Vâng. Thì bà đấy. Cho con ở với nhá. Mẹ chồng đuổi con đi, con chẳng có chỗ nào đi cả. Con bị làm sao mẹ chồng mới đuổi đi? Không có gì đâu bà. Thế nào? Bà con. Mẹ con không có con, mẹ chồng con ghét con lắm. Thế à? Mẹ đuổi con không cho con ở với. Thế là bà mới đuổi á? Làm thế nào được? Hay là ở với bà? Vâng, bà cho con hay ở là với. Bây giờ không có nhà thì không về nhà thì là ở với bà. Vâng. Giờ con cứ ở đây đi, mai hãy tính tiếp. Vâng. Tạm thời ở đây đã. Vâng. Bà cháu nhờ đây, con chẳng biết đi đâu cả. Vâng. Con mệt lắm gì? Vâng. Mệt quá mới ngất gì? Vâng. Con đi cả buổi con biết đi đâu quá nữa. Nhỉ? Cháu ở với nhá. Ở với vâng. Với ba bà cháu. Này hãy tính tiếp lại. Bây giờ chưa có không về nhà được thì là không biết làm thế nào được rồi. Thôi cháu ở với thôi. Mệt thì tối cháu nghỉ đi. Bây giờ cháu cứ nghỉ đi. Mai lại tính tiếp đây này, quần áo. Con cảm ơn bà. Có gì đâu.
Tí nó trồng cái gừng, cái kiểu thế nào được, tí xem. Tí con hộ bà chồng. Môn ơi, Môn ơi. Ôi dồi, nhìn bà thế này. Bà bơm. Rồi. Nhìn gì đây? Môn. Môn làm gì đây? Chọn nhà em này. Nhờ, đi rửa mặt đi nào. Ôi chú, đi rửa mặt nhá. Em để ướt tay bẩn quá nhỉ. Đây nè. Không cần đấy, không cần đấy. Bẩn quá nha. Đi tìm bao đi xem ai có xin bao bì trồng gừng. Muôn ở nhà với con đi. Vâng, Muôn ở nhà với con. Muôn ơi, ở nhà với con nhá. Chị bà. Ở nhà với con nhá. Để bà đi xin bao bì trồng gừng nhá. Ở đây là mình xem cả nhá, cả này. Ủa quả mít. Đấy cái này á. Xem nào. Bẻ cái này nhá. Bẻ này cho con nhá. Ừ, bẻ đi nào. Biết chưa nào. Ủa có nhựa đấy con ạ. Nhựa đấy. Con nhìn cái này nhá. Đấy, con nhìn nhá, để con làm việc nhá. Chờ bà một tí nhá. Bà đi một tí bà về. Ơi. Mơn. Mơn ơi. Cái ngã bùng mất đưa cho một tí bạn về nó sẽ đây. Cà đó. À, lấy cái này để quà đó. Còn nhé, còn nhé nào. Quạt mát mát, quạt mát mát, quạt mát mát. Đấy, quạt mát mát. Anh thấy mát không? Mát không? Mát thật đấy nhờ. Quạt mát mát nhé. Nấu nào. À, quạt cho anh á. Thì cô lấy thêm cho. Sao nào? Quạt cà đó. Đấy, quạt nhá. Chơi nha. Chào trong em nha. Tôi quên ra mặt của em được đau không? Không đã. Bà ơi.
kìa, bà về 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 rồi. Ôm bà đi, ôm bà đi, ôm bà mới biết. Ôm bà, ôm bà, ôm bà luôn á. Cảm ơn. Ôm bà đi. Bác sĩ nhờ, bác sĩ nhờ. Rất trông gì. Cào cái chỗ cổ đi hết xong là hót cái đám đất này mới có phân. Vâng. Cứ tưởng chỗ này. Hết chỗ này, cứ hết chỗ này này. Cào chỗ này. Đừng làm em con là đừng cầm. Thế cho bà bao lại chồng. Cháu mở mới đi. Mở mở miếng hay. Cô bà lấy cái này bà. Lấy đấy bà. Bà lấy cái này. Gì? 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 Nghe giác không? Mà lấy gì bà? Lấy đó. Hun ơi. Đất này màu mỡ ấy bà nhỉ. Màu mỡ. Màu mà. Ăn xì luôn. Trồng gừng rất tốt lắm ấy. Kiều lấy em vào nhà đi, con ơi. Cái này bẩn lắm, con lấy em vào nhà đi. Đây. Bác đặt đây bác. Đặt đây bình. Muốn ơi có con nhẹ. Nặng ấy nhờ bà nhờ. Nặng đấy. Nặng thật. Được rồi đó bà. Được rồi đó bà. Ai muốn nghịch gì đây? Giờ làm gì nữa con ạ bà? Giờ muộn rồi nấu cơm ăn thôi con ạ. Vâng ạ. Đó, cái này trong mấy củ rồi bà? Một củ, hai củ này. Làm hai củ đi nè. Trong hai củ đi. Gừng thơm đó. Người nó thấy thơm rồi bà. Ờ. Bà nhá, bẩn hết rồi. Ừ. Bà
Ở đây đây đây. Có chồng đây nhá. Chồng vào đây, chồng vào đây. Đấy, em muốn hộ chồng này. Này, đây, cái này, cái này. Ở đây, 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 ở đây này. Đây ra đây. Đây nào, đây nào. Em muốn ra đây nào. Đây hộ bà chồng nhá. Này, ra đây. Đúng rồi. Đây em muốn này đây, em muốn này đây. Đây. Đây gừng đây. Đây em muốn hộ chồng nào. Giỏi quá nhỉ. Giỏi lắm. Giỏi má. Muốn giỏi nè. Đâu đây, đâu đây. À, đúng rồi, giỏi. Muốn giỏi cá. Có chồng nào? Anh vô đây, 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 đây. Giỏi. Muốn giỏi nha. Chồng giỏi.